Kỳ. Hôm nay sao em tụi anh xuống đây sao em dẫn ai mà vô cái chỗ em sống hôm nay ăn mặc kệ vậy? Kể cho mọi người nghe coi. Thôi ông cậu của em đó, ông cậu ngoài xã hội của em á, ổng mới bỏ vợ ổng đây nè, nên tử ổng mới qua đem kiếm em nè. Ai mà chịu nổi ông này, chỉ có em mới đáp ứng được ông nội này thôi. Trời, con vợ ổng á. Sao? Dễ gì? Vợ sao dễ gì? Vợ ổng yếu xìu à, đâu có đáp ứng được cho ổng. Ổng mới qua đây ổng kiếm em nè. Trời ơi, có người như em vậy nè mới xứng tạm với ổng thôi. Mà em đền ơn em làm gì mà sao em lại cho ổng ở đây sống chung với em? Thì ổng ở đây sống chung với em thì cả đôi bên cùng có lợi, hai bên đáp ứng qua cho nhau vậy nè. Đáp ứng về vấn đề gì? Trời ơi, cái mà tụi anh cũng biết rồi, cái chuyện đó đó. Cái chuyện ấy á. Ừ, đúng rồi. Ủa này, thứ gì anh đang có một cái thắc mắc này, tại sao tự nhiên hôm nay bọn anh đến thấy cái chỗ này của em thấy khác lạ vậy? Ai làm cho em mấy cái này đấy? Thì Khẩm Gài cũng cậu cháu leo hay làm đó, rồi cũng nhờ mấy cái người xung quanh ai giúp được giúp á. Chứ cũng sống qua ngày đoạn tháng mà đi đây mai đó mà, có gì đâu, bình thường thôi. Mà sao tụi anh đến đây mà ông cậu em sao cứ nằm im trên võng vậy? Bị sao hả? Có bị bệnh gì không? Ổng á hả? Ổng mới làm xong, ổng mệt ổng ngủ rồi đó. Ổng mới làm giấy xong rồi đó. Ui dồi, làm tại trong rừng này luôn hả? Trời ơi, có ai đâu. Có đó, ai đâu, hai trời người ơi. Ngủ đi võng này luôn á hả? Bà không mua cái giường hay là cái giường ke là cái gì mà ngủ võng thì sao ngủ coi cho đủ. Thì tới tối thì tính sao, tới tối thì có kiếm mấy cái tấm bạc khác rồi lót ở đây ngủ đại, chỗ này thì để che mưa rồi. Thì có sợ muỗi miếng gì không? Trong này anh thấy muỗi nha. Quen rồi, trời ơi, cứ vậy biết sao giờ, muỗi nào nó cắn em đâu. Muỗi nào nó dám cắn em đâu anh ơi. Cậu ruột là sao? Đấy bé cậu ruột hay cậu hỏi? Trời ơi, cậu ngoài xã hội, tại ông lớn tuổi rồi thì gọi ông bằng cậu vậy thôi chứ cậu. À, khoảng nhiêu tuổi em? À, biết đâu. À, cũng tầm khoảng 22 vậy à. Cậu em mà em không biết tên, không biết tuổi. Trời ơi, có biết đâu rồi. Nhưng mà em làm vậy em có lỗi với vợ, với chị đó không? Chị với mợ chứ ha, cậu mợ mà, với mợ không? Nếu như em biết được thì sao? Ai biết đâu, em ở đây em đâu có lại tới nhà em giật chồng bả đâu, thì tại chồng bả ra đây kiếm em thôi. Ai biểu bả không đáp ứng được cho ổng chi, đụng tới lòng em quả làm chi. Em phải khuyên anh tư vấn là thôi, em cố gắng về lo cho vợ rồi mua thuốc này kia nọ, chứ em làm kiểu này rồi một hôm nay rồi em làm cho ổng thỏa mãn rồi mà mấy đêm rồi, có hai đêm không? Chắc tầm cũng cỡ đó đó. Hai đêm là hai đêm chứ sao cỡ được. Hai chuẩn bị sắp tới đêm thứ ba rồi nè, tính ba đêm luôn đi, ở đây đi với coi với đây với tôi luôn đi, đừng có đi về nghe không? Thôi, ở đây luôn đi, để đi về đi, làm vậy không có được. Thôi để anh tụi anh kiếm cho anh chơi một người khác chứ không có làm vậy được. Nhớ rồi, kiếm cho được nghe không, kiếm không được là bắt mấy anh thế đó. Hai người sống chung như vậy rồi tắm rửa rồi ăn uống sao, rửa rái sao? Trời ơi, thì đi vô mấy quán cà phê hay là uống ly cà phê, cái có toilet đó, đi vô trỏng tắm cái rồi xong sống qua ngày còn tháng cứ vậy được rồi. Mà công nhận nha, sau lúc này em ăn mặc ở trong rừng mà em mặc thì vái rồi thấy giống như tiểu thư vậy. Chứ giờ mặc sao giờ thì đồ của mình đụng đâu mặc đó, giờ biết sao mặc gì giờ. Không biết ngày xưa của con bé là nghề gì hả? Không tin luôn hả? Rồi lượm không? Lượm không? Lượm không? Lượm không? Nhưng mà tại vì nó nước quá. Có nghĩa là không phải nó mạnh, mà giống như là nó mới là cái là xịt tùm lum, chưa kịp leo lên. Nhưng mà ấy là cái bữa đó một mình chị với nó ở trong phòng hả? Có hai người mà thằng kia nó ra lấy tên máy. Đúng rồi. Nó vừa chạy ra cái là vậy, nhanh vậy, nó ra nhanh vậy. Mấy phút chị? Có được phút nào đâu, mấy phút này. Ý là cái dạng như chạy lén á, nó lẹ lắm, không có thoải mái, hiểu không? Không phải chơi, mà có nghĩa chưa kịp cột quần là ra, nó mới cột quần thôi là đã ra rồi đấy. Ui dồi, ui dồi.
Vậy vậy là nếu mà lấy ra cái quần được thì chị cho chơi luôn hả? Nhưng mà không lấy ra được. À. Nhưng mà không cho tại vì chị đi tìm người yêu chồng thật. À đúng rồi, sao mà dễ dàng như thế được. Thằng này nó bậy quá. Chị sao chị đuổi đập chị hết mà em nói người ta là dân phố vô làm việc mà mình nó chạy nhanh. Nhưng mà ví dụ có em có người gọi bọn em quay lại. Có người phù hợp với chị người ta tới làm vậy chị có cho. Không, chứ chị tuyển chồng mà cái thằng này hỏi gì ha. Nhưng mà nói chung là mấy mốt á, để tụi em qua chị thôi, chị mà cứ điện tùm lum ra tụi nó không nhiều lúc mấy cái thằng đó mà tụi em biết á thì không sao nha, những cái thằng anh em mà em không biết rồi mà sao mà tụi nó công tụi em ăn tiếng á. Mấy thằng YouTube quay về trang rồi húp luôn chị Trang rồi mấy công nữa tụi em ăn tiếng nha. Chị đến chính lại là tụi em đàng hoàng đúng không? Chị đến chính là một cái đây. Thì bên em thì đàng hoàng rồi nhưng mà có nghĩa là tại vì ít người quá. Muốn có người tới giống như bây giờ mình tuyển thì muốn có liền á, mà tuyển mãi không thấy á, không được ai cố định mãi. Mà những cái hình ảnh của chị là em tụi em xin phép được đăng tải lên cộng đồng mạng nha. Chấp nhận không? Thì đăng lên mới tìm được chồng chứ. Nhưng mà hôm đó chị có mặc mát mẻ không mà cái thằng nó dám làm điều đó với chị? Chị mặc bình thường ở nhà vậy gì đâu. Nói chung là mặc đồ ở nhà rồi, nói chung là mà nhưng mà bây giờ chị Trang mặc đồ gì cũng đẹp, hiểu không? Rồi nói chung ở trong phòng rồi nằm trên giường nữa, gợi cảm nữa thì nói chung là những cái thằng mà trúng những cái thằng thì cái nó cũng sung ba khía giống như cái thằng kia sao được. Nó chị cẩn thận cái chai nước nha, nhiều khi chai nước tụi nó đưa bậy bạ chị uống nó thuốc mê đó. Đâu chị uống thử, xem không? Chị uống nước xin không? Rồi. Chị uống lại. Chị không xem mấy cái này, nó vui tính ghê luôn. Ướt hết áo rồi kìa chị. Họ đã ướt chỗ nào? Để lau. Chị tự lau cho. Rồi được rồi đó. Rồi bây giờ chị về thì có việc này. Dạ. Mấy đứa cố gắng tìm chị anh nhá. Rồi đi đằng ra luôn, đây ra một kia. Tiễn chị ra đoạn rồi ngoài kia luôn đi. Tiễn chị đoạn đi. Tiễn chị đoạn rồi đi. Có gì đâu tiễn. Kệ đây chứ điểm công rồi có người người ta làm bậy bạ nữa sao? Chị sợ đâu. Chị đang ngồi chó thì mấy đứa ở đây nó không dám ịn. Yeah. Trời ơi, bà Trang bà sung rồi, bà leo cây rồi, trời ơi trời. Đi từ từ thôi nha. Action! Tan. Rồi, bấm rồi chị. Chừng té chị ơi. Xây một vòng luôn đi, xây dùng luôn đi, trời bà Trang có sung quá. Nói chung là chị rất là đẹp, chị Trang rất là đẹp với chị 50 tuổi. Bà này bà làm tao đậu mê luôn trời, nãy giờ tao không bấm máy luôn trời.